xin mời anh chào các khán giả của kênh Hiên Dương. Hôm nay thì Hiên Dương sẽ chia sẻ tiếp một cái chủ đề đó là khi bế tắc thì mình nên làm gì. Uhm, như chúng ta thấy là khi mà chúng ta gặp quá nhiều cái thuận lợi đúng không ạ thì chúng ta thường cũng ít cái duyên để có thể gặp gỡ được tâm linh hay ít cái duyên để mình có thể học tập hay là mình có thể nghiên cứu. Bởi vì khi mà mọi thứ quá thuận ấy, thì chúng ta thường ít học được những bài học. Còn khi chúng ta gặp một cái biến cố, một cái sự kiện nào đó mà nó không vừa lòng vừa ý của mình thậm chí chúng ta bị những cái thất bại trong đời sống thì bỗng dưng chúng ta lại có cái duyên để tìm hiểu kỹ hơn về bản thân và thậm chí là có nhiều người sẽ bén duyên với phật pháp tâm linh hoặc là những cái môn về triết học huyền học thì uh, hiên dương cũng thế thôi hôm nay sẽ lấy những cái câu chuyện của hiên dương cũng như những cái gì hiên dương biết để có thể chia sẻ cho mọi người cái cách để chúng ta nên làm gì khi mà mình gặp bế tắc thì cái câu chuyện của Hiên Dương đó là khi mà Hiên Dương gặp những cái biến cố về công việc rồi là phải luân chuyển liên tục rồi những cái áp lực stress đến cái nỗi mà mình mình cảm thấy như là mình không thuộc về thế giới này rồi mình làm gì mình cũng thấy là mình bị cản bị làm khó bị gây những cái trắc trở thì lúc đấy mình cảm thấy là rất cần một cái điểm bám rất cần một cái sự động viên từ ai đó Nhưng mà khi mà Hiên Dương than vãn những cái điều buồn phiền hay là khó chịu sang người khác Thì thường một là sẽ nhận lại một cái lời sáo rỗng, khách sáo nào đấy mà mọi người an ủi mình thôi Hoặc là sẽ bị một cái lời chỉ trích của ai đó Nói rằng là sao mình cứ tiêu cực như vậy và cứ than vãn sang họ là họ không thích Thì luôn luôn nhận được hai trạng thái đấy Và vì vậy nên Hiên Dương mới liên tục đi tìm kiếm xem là vì sao mình lại gặp những cái trắc trở, những cái khó khăn rồi mình đi học các cái khóa học để chữa lành Rồi những khóa học phát triển bản thân thì từ đó cũng rất là may mắn đã có duyên tiếp xúc với Phật pháp với những cái nguyên tắc những quy luật của nhân quả và từ đó Hiên Dương đọc rất là nhiều sách mọi người có thể thấy cái góc chéo của Hiên Dương đang quay video cho mọi người đây là một cái kệ sách đúng không ạ rất là nhiều sách Hiên Dương đọc rất là nhiều sách và cũng tham gia rất là nhiều những khóa học bao gồm cả những khóa thiền của những vị thiền sư và khi mình học thì mình mới vỡ lẽ ra là à hóa ra mình chưa hiểu nhiều về mình và mình cũng chưa biết yêu thương mình cũng biết chưa biết chữa lành bản thân mình nên mình sẽ gặp rất là nhiều những cái vấn đề và từ đó thì dương may mắn đã có cái sự dẫn dắt uh, theo nhân quả theo Phật pháp thì mình biết được những cái kinh nghiệm để mình nâng đỡ bản thân mình và từ cái việc mình nâng đỡ mình thì mình sẽ giúp được người khác thì hôm nay quay lại chiều chủ đề đó là uh, chia sẻ cách như thế nào để chúng ta vượt qua những cái bế tắc đúng không ạ khi bế tắc thì mình làm gì thì uh, cái lời khuyên trong video này đó là khi bế tắc thì không nên làm gì cả <laughs> cái nhan đề là nên làm gì đúng không ạ nhưng mà lời khuyên của Hiên Dương là khi bế tắc thì không nên làm gì cả bởi vì uh, Hiên Dương ví dụ đi uh, chúng ta đang bị mất mát tiền bạc đúng không ạ ví dụ thế bị lừa đảo chẳng hạn rất là chán đời đúng không ạ vợ con này cáu nhằn rồi uh, mọi thứ nó cứ đổ bể xuống Và dậu đổ thì bìm leo hết sự việc nọ sự việc kia nó đến với mình mình cảm thấy rất là bế tắc bế tắc có nghĩa là mình không có đường thoát mình thấy rất là chán nè đúng không ạ mà lúc đó đúng không ạ lại tìm làm cái gì đó thì có lẽ là cái trí tuệ của chúng ta lúc đấy không minh mẫn đâu mình không đủ bình tĩnh mình không đủ minh mẫn thì hiên dương khuyên là lúc đấy không nên làm gì không nên làm gì không phải là mình đầu hàng nha không phải là mình tiêu cực không phải là mình cứ nhấn mình xuống rồi mình chán nản đâu không phải như thế mà không nên làm gì ở đây có nghĩa là hiên dương khuyên mọi người không nên vội vàng quyết định một điều gì lớn trong cái lúc mà mình bế tắc đặc biệt là với những anh chị mà chúng ta đang có những vấn đề về tiền bạc đang bị mất mát, đang bị thâm hụt, đang bị nợ nần rất là nhiều thì càng không nên làm cái lúc đó thì mình nên có một cái khoảng tĩnh lặng cho bản thân mình, mình suy xét thêm xem đúng không ạ, à, cuộc đời đang thử thách mình cái gì, bài học của mình ở đây là gì, tại sao mình lại lặp đi lặp lại những cái bài học? Nếu chúng ta quan sát một cái điều thường xuyên sẽ xảy ra như thế này này, thường một con người ấy sẽ gặp đi gặp lại một cái bài học rất giống nhau theo một cái vòng xoáy và cái bài học tiếp theo nó cứ khó hơn cái bài học thứ nhất nó tương tự nhau nhưng nó khó hơn ví dụ như Yên dương cũng từng bị lừa bị lừa rất là nhiều lần nhưng mà lần nào cũng không chịu học cho đến khi mình phải ngồi lại và mình trứng lại hoàn toàn mình không có làm gì cả y dương cắt hết mọi những cái liên lạc và bắt đầu chịu học ngồi đọc sách ngồi nghiên cứu về học rất là nhiều để nhận ra xem uh, thông điệp của cuộc sống này đang muốn mình học cái gì và khi mình học được cái bài học đó, cái bài học của sự chấp nhận, cái bài học của bớt tham lam đi, bớt mong cầu đi, cái bài học của sự bớt hấp tấp đi. Đấy, tất cả những cái bài học đấy nếu mà mình ngồi, mình ngẫm, mình xem thì lúc đấy bắt đầu mình mới có được cái sự sáng tỏ. Và cái ngồi im không làm gì mà Hiên Dương muốn nói ở đây ấy, nó giống như là một cái cái cốc đúng không ạ? Khi chúng ta khuấy mạnh lên cái cốc có rất là nhiều vấn đục mà chúng ta cứ khuấy mãi thì nó càng đục thêm thôi. Cái cách mà chúng ta ngồi im lại nó giống như cái cốc ấy, đang bị khuấy, đang bị vẩn đục. Nó sẽ lắng lại, nó sẽ lắng lại. Và khi nó lắng lại thì chúng ta mới thấy được cái cốc nước đấy nó cứ trong dần. Và khi nó trong dần thì làm sao? Chúng ta dùng được cái nước đấy, chúng ta uống được nó. Cũng giống như vậy trong một cái cái vận hạ, chẳng hạn, trong một cái tai ách của mình mà mình gặp, đúng không ạ? Mình càng nên tĩnh và khi mà mình tĩnh đủ, đúng không ạ? Thì cũng dư như, như cái cốc nước ấy, nó sẽ trong lại và khi trong lại thì mình thứ nhất là mình thông suốt hơn thứ hai là mình sẽ thấy một cái nguồn lực đúng không ạ nghĩa là cái được ở bên trong cái mất ngay lập tức khi mình thấy cái được ở trong cái mất thì mình thấy à thật là chân quý thật là may mắn bởi vì cái bài học này nó đã đến sớm nếu đến muộn có thể những cái mất mát những cái tổn thương của mình còn lớn hơn Ví dụ như những chị đúng không ạ? Đã từng đổ vỡ hôn nhân hoặc là đã từng bị những cái cú sốc về tình cảm chẳng hạn hoặc bị những cái mất mát người thân thì chúng ta cũng sẽ thấy chân quý lắm. Bởi vì lúc đấy mình thấy à, mình sống có ý nghĩa hơn này, đúng không ạ? Và mỗi phút giây sống của mình mình cảm thấy là mình có thể làm cho người khác nhiều hơn bởi nhờ cái tổn thương đấy, nhờ cái mất mát đấy hoặc một cái bài học về sức khỏe đi đúng không? nếu chúng ta gặp biến cố muộn như sao thì có thể cuộc đời trước đó mình sống rất là lãng phí mình không có tận hiến tận hưởng cái cơ thể này nhưng nếu mà mình gặp một cái biến cố sức khỏe sớm thì tự dưng mình tập này đúng không ạ mình tập cho thân mình tập cho tâm rồi mình có chế độ ăn chế độ sinh hoạt ngủ nghỉ cũng như là tiếp xúc mọi người tự dưng là mình cân bằng điều độ hơn thì mình thấy a à, cái cuộc sống của mình hình như nó ý nghĩa hơn nên là mọi cái biến cố nó đều có những cái thông điệp nên là cái bài học của huyên dương là lúc mà mình gặp biến cố lúc mình gặp bế tắc thì không nên làm gì cả nhan đề là nên làm gì đúng không ạ à, và câu trả lời là không nên làm gì mà mình hãy tính lại có thể là chọn các cái video của những bậc thiền sư à, hoặc là những chuyên gia mà mình cảm thấy rất là hợp với mình đúng không ạ? mình nghe mình được chữa lành được xoa dịu hãy làm lành những cái tổn thương của mình trước Hãy yêu mình trước đi Và khi mình yêu thì mình sẽ lấp đầy được những cái khoảng trống Mình sẽ làm đầy được năng lượng cho bản thân mình Và từ đó thì mình mới vực mình dậy được Mà mình vực mình dậy được thì mình mới giúp được người thân của mình Mới giúp được người khác được Còn trong cái lúc nguy cấp, trong cái lúc bế tắc Mà mình lại lao ra, mình làm một cái điều gì đấy Thì nguy cơ rất là cao Là những rủi ro nó sẽ đến Và cái sự thất thoát về tiền bạc Thất thoát về năng lượng tiếp tục xảy ra Nên là khi mà mình đã gặp biến cố đúng không ạ giống như một cơn bão ấy nó táp vào ngôi nhà của mình rồi thì mình nên dừng lại mình sửa chữa cái ngôi nhà của mình mình trồng lại những cái uh, đang bị thiệt hại đúng không ạ từ cái ngôi nhà của mình đi đúng không ạ bởi vì khi mà mình gặp biến cố chắc chắn là thiệt hại rồi thì mình cần phải chăm sóc đã mình vun bồi đã khi mình vun bồi rồi thì một thời gian uh, cái năng lượng nó tự vực dậy và hiên dương vừa nói như cái hình ảnh cái cốc ấy khi nó có vấn đề mà nó trong lại được có nghĩa là mình dùng được cái nước đấy vậy thì khi có vấn đề mình thông thái hơn đúng không ạ mình nhận ra nhiều bài học hơn và mình dùng chính bài học đấy để mình thành công mình dùng chính bài học đấy để mình có được một cái hạnh phúc viên mãn hơn ở phía sau nên là luôn luôn trân trọng nghịch cảnh luôn luôn trân trọng những cái lúc mình bế tắc thì đó chính là một cái bài học đúng không ạ? mà tất cả chúng ta đều nên học và hiên dương không phải ở đây là giao giảng mà để tâm sự với mọi người nhiều hơn bởi vì ai rồi cũng sẽ trải qua những cái biến cố đúng không ạ những cái gập ghềnh trong đời sống của mỗi người vì chúng ta đến với nhau là để tương tác năng lượng và để học những bài học chỉ đơn giản vậy thôi còn nếu mà mình không học sớm thì mình sẽ học muộn đúng không ạ không học bài học dễ thì vũ trụ cũng sẽ gửi cho mình những bài học khó và khi mình càng vùng vẫy mình càng phản kháng với vũ trụ thì cái năng lượng tiết ra của mình ở đây là năng lượng thiếu thốn năng lượng sân hận năng lượng của lửa giận chẳng hạn thì những cái năng lượng đấy nó càng thu hút các cái kết quả xấu nên cái lúc mà mình bấn loạn mình bị tắc, chỉ cần mình dừng lại đúng không Hãy dừng lại, hãy ngồi im xuống. Hãy để mọi thứ lắng xuống thì chúng ta sẽ cảm nhận hình như sự thông thái mới bắt đầu, hình như những cái chồi non sống ở trong mình mới bắt đầu nhú lên và hình như lúc đấy mình trân trọng hơn, mình thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn. À, và Hiên Dương cũng từng trải qua những điều đấy, đã từng cảm thấy là mình mất liên lạc với thế giới, mình kết thúc mọi thứ nhưng sau đó thì mọi thứ mới là bắt đầu mọi thứ mới là bắt đầu và mình đi với một cái hành trình sống mình thấy ý nghĩa hơn mỗi ngày và ngồi đây uh, chia sẻ cho mọi người một cách hồn nhiên thôi uh, rất tự nhiên để mong rằng là chúng ta ai đó ngoài kia cũng từng có những nỗi đau thì chúng ta hãy làm đó là một điểm tựa để chúng ta trưởng thành hơn trong đời sống và cũng hy vọng mà mọi người vẫn yêu thương hiên dương vẫn có thể chia sẻ ờ à, những cái video như thế này và bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ hiên dương và khi mọi người cảm thấy bế tắc hay mất ngủ hay là bị căng thẳng thì hãy nghe những cái bài thiền mà hiên dương đã thu âm rất là tâm huyết để giúp chúng ta có thể chữa lành nâng dậy tâm hồn và giúp cho cuộc sống của mỗi người có nhiều yêu thương hơn rồi ạ à, một lần nữa cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của hiên dương